Chúng ta đang đến với phần 2 bản tin FBNC Việt Nam với những thông tin chi tiết như sau. Cục Thống kê Hà Nội và Cục Thống kê tỉnh Long An vừa có công bố chính thức về chỉ số giá tiêu dùng CPI của hai địa phương này trong tháng 10 năm 2012. Theo đó, CPI tại Hà Nội và Long An trong tháng này lần lượt tăng 0,37% và 1,40% so với tháng trước. Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 năm 2012 tăng 0,37% so với tháng 9 và tăng 6,75% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gần như tất cả các nhóm hàng đều tăng giá so với tháng trước, mặc dù mức tăng không đáng kể. Trong đó, chỉ số giá vàng có mức tăng mạnh nhất trên 4,52%. Riêng mặt hàng lương thực lại có mức giá giảm khoảng 0,02% so với tháng trước. Còn theo Cục Thống kê tỉnh Long An, chỉ số giá tiêu dùng của tỉnh này trong tháng 10 năm 2012 có mức tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 8,84% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng cao nhất là nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế với mức tăng 10,73% và duy chỉ có nhóm hàng đồ uống và thuốc lá có mức giảm nhẹ 0,08%. Nguyên nhân tăng giá trong tháng 10 này, theo Cục Thống kê tỉnh Long An, là do sự tăng mạnh giá cả của các mặt hàng như rau củ quả do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài. Tại một diễn đàn mới đây do Bank of America Merrill Lynch tổ chức tại Myanmar, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đến từ Việt Nam cho rằng nếu các nhà đầu tư đến với Việt Nam trước thời điểm năm 2015 thì sẽ có nhiều lợi thế. Thông qua Việt Nam, các nhà đầu tư có thể dễ dàng thâm nhập thị trường các nước ASEAN khác. Là một trong ba đại diện của các thị trường mới nổi, đăng đàn nói về môi trường đầu tư của Việt Nam tại một diễn đàn kinh tế ở Myanmar, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng các hiệp định thương mại đa phương đang mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư đến với Việt Nam. Hiện tại có thể kể đến là hiệp định AFTA giữa ASEAN và Trung Quốc và một cơ hội trong tương lai gần là ASEAN cộng 1 vào năm 2015. Cái mà cột mốc chúng tôi chờ đợi các bạn đến cũng là trước 2015. Thế tại sao 2015? Bởi vì 2015 là lúc mà cộng đồng kinh tế ASEAN nó được hình thành và tất cả các cam kết trong nội bộ ASEAN được thực hiện ở Việt Nam đầy đủ. Có nghĩa là các bạn vào Việt Nam thì như vào các nước ASEAN khác, gần như không có thuế, cũng các hàng rào dỡ bỏ hoàn toàn. Đây là cơ hội lớn nhưng thách thức cũng không nhỏ, bởi khi gia nhập WTO thì thuế suất nhập khẩu vào Việt Nam bình quân là 13,6%, nhưng với AFTA thì thuế suất nhập khẩu chỉ từ 0 đến 5%. Chính vì lý do này mà các đối tác thương mại lớn với Việt Nam đang thúc đẩy nhanh tiến độ đàm phán để đón đầu mốc thời gian 2015. Vòng đàm phán FTA giữa Việt Nam với EU vừa khởi động cách đây mấy ngày và hai bên cũng quyết tâm sẽ hoàn thành đàm phán trong 2 năm. Xét từ phía doanh nghiệp trong nước, những hiệp định tự do thương mại đa phương như là AFTA, ASEAN cộng 1 hay Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng tạo sức ép khiến doanh nghiệp nội địa phải tự nâng cấp mình lên một trình độ sản xuất cao hơn. Chính cái sức ép hoặc là cái đòi hỏi cao hơn ấy về các tiêu chuẩn hàng hóa hoặc là tuân thủ các cái quy định ở các thị trường đó thì nó sẽ buộc Việt Nam là phải vượt ra khỏi cái cách làm gia công hiện nay. Nếu không có sức ép thì các ngành như dệt may hoặc da giày của Việt Nam vẫn cứ hài lòng sau 20-30 năm trời làm gia công và không thấy cái nhu cầu hoặc động lực hoặc sức ép nào cả để mà vượt qua. Cũng theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, ngay cả doanh nghiệp liên doanh cũng cần thẳng thắn trao đổi với đối tác đầu tư về việc nâng cấp công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, đa dạng hóa đầu vào để giữ lợi thế xuất khẩu, nhất là trước thềm ASEAN cộng 1 và năm 2015 sắp tới. Thời điểm được kỳ vọng FTA với Việt Nam với EU và đàm phán TPP với Việt Nam với các nước thành viên cũng sẽ nhất loạt hoàn thành. Và liên tiếp là những thông tin như sau. Hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ đã có quyết định chấm dứt vụ điều tra trợ giá đối với mặt hàng thép, hàng carbon nhập khẩu từ Việt Nam. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, hôm qua 18 tháng 10, Bộ Thương mại Mỹ, viết tắt là DOC, đã có quyết định cuối cùng về vụ điều tra chống trợ giá đối với mặt hàng ống thép hàng carbon của Việt Nam. Báo cáo của DOC cho thấy, cả hai doanh nghiệp bị đơn của Việt Nam đều không nhận các khoản trợ cấp từ chính phủ như các công ty nguyên đơn của Mỹ cáo buộc. Do đó, DOC đã quyết định chấm dứt vụ điều tra chống trợ cấp đối với mặt hàng này của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ. Vụ việc được bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 năm ngoái, khi các công ty thép của Mỹ gửi đơn kiện chống bán phá giá, chống bán trợ cấp đối với mặt hàng thép hàng carbon nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Oman và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên DOC và Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ ITC. Cuộc điều tra chính thức được bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Hai bị đơn của Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn thép CA Việt Nam và công ty chế tạo máy Hồng Nguyên Hải Phòng.
Theo lịch trình, ngày 14 tháng 11, ITC sẽ ra phán quyết cuối cùng liên quan tới mặt hàng thép nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Oman và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thưa quý vị, Việt Nam cũng như một số nước châu Á có lợi thế về nuôi heo. Tuy nhiên, xu thế chăn nuôi theo mô hình công nghiệp hiện đại ngày nay trên thế giới thì chăn nuôi gia cầm sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn vì vòng đời ngắn, sức sản xuất thực phẩm cao. Mục tiêu chăn nuôi của Việt Nam tới năm 2020 duy trì mức tăng trưởng của ngành chăn nuôi 6-7% một năm, giai đoạn 2012-2015 và 5-6% một năm, giai đoạn 2015-2020. Đưa tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp từ 27% hiện nay lên 42% vào năm 2020. Trong đó, thay vì tập trung phát triển đàn heo như từ trước đến nay, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khuyến khích trong thời gian tới gia tăng lượng gia cầm trong các hộ dân và các trang trại. Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, trong định hướng chăn nuôi heo đang là ưu thế của Việt Nam cũng như một số nước châu Á. Thế nhưng so với xu thế chăn nuôi hiện nay trên thế giới là áp dụng công nghệ vào sản xuất, chế biến thực phẩm, thì chăn nuôi gia cầm có lợi thế về khả năng công nghiệp hóa, dễ chế biến, vận chuyển, đặc biệt là vòng đời ngắn nên sức cung thực phẩm cao. Nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ấy, thì chúng ta phải quan tâm đến cái khu vực chăn nuôi gia cầm, vì chúng ta để sử dụng cái lợi thế của nó là vòng đời ngắn, năng suất cao, giá thành hạ. Trong giai đoạn 2006 đến năm 2011, tăng trưởng về thịt heo đạt trên 5%, gia cầm đạt 15,5% một năm. Tuy nhiên, mức tăng về lượng thịt gia cầm sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn nhiều lần trong thời gian tới để đáp ứng lượng thực phẩm cho cả nước, cũng như hướng tới xuất khẩu. Trong báo cáo gửi đi của Hiệp hội Lương thực Việt Nam gọi tắt là VFA, xuất khẩu gạo trong năm nay sẽ vượt năm 2011, tuy nhiên giá trị có thể thấp hơn khoảng 9% do giá gạo xuống thấp. Theo VFA, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ xuất khẩu được 7,5 triệu tấn gạo, vượt qua con số 7,1 triệu tấn năm 2011. Tuy nhiên, về mặt giá trị, có thể sẽ giảm khoảng 9% so với năm ngoái. Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ. Cho đến thời điểm hiện tại, tổng cộng doanh nghiệp đã xuất được 6,1 triệu tấn và cũng đã đăng ký hợp đồng giao hàng cho đến cuối năm nay. Theo VFA, vấn đề là các doanh nghiệp có giao hàng kịp hay không mà thôi. Nhận định về quý 1 năm sau, VFA cho hay, khác với quý 1 năm nay, khi xuất khẩu bị giảm 45% so với cùng kỳ, đầu năm 2013, tình hình sẽ thuận lợi hơn do sức mua và giá bán cũng đang ở thời điểm tốt. Đây chính là điều kiện để nông dân triển khai vụ đông xuân sớm hơn thường lệ. Xin mời quý vị nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với những nội dung chính của phần cuối cùng bản tin FBNC Việt Nam kỳ này. Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành trung tâm hỗ trợ nông dân. Toyota Việt Nam triệu hồi gần 5.300 xe.